Rồi giờ cô giáo Nhung cho biết cảm nghĩ đi, dù em mới vô học vẽ đó, giờ em vẽ được cái áo đầu tay mình vậy đó, em thấy cảm giác làm sao? Sướng tê rồi. Thấy không, thấy sung sướng phải không? Chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được điều này. Đó, thì cô ấy đã hoàn thành cái áo. Lúc đầu mới vô tưởng khó ghê lắm mà thầy giảng thì nói dễ thì dễ. Dễ thương lắm em. Mau viết vẽ bài này, vẽ có một tuần. Nói chung thì mới học vẽ nó thì nó là một tuần, nhưng mà thực ra là con là chắc chưa được mà 6 tiếng ngồi để vẽ. Đúng rồi, một buổi học em có học tới đây có 1 tiếng rưỡi hả? Đâu có thời gian. Mà một tuần em tới đây có 2-3 buổi chứ nhiêu. Nói một tuần á là nghe ghê quá, nhưng mà thực sự một tuần có 3 buổi học. Mà một buổi có 1 tiếng rưỡi. Mà một buổi có 1 tiếng rưỡi thôi. Em có nghỉ 1 buổi. Tuần rồi là nghỉ 1 buổi, nhưng mà cũng hoàn thành cái áo thấy không? Tổng thiệt hại là cỡ 4 tiếng hơn. Thì sau này mình vẽ mình sẽ biết cái kinh nghiệm rồi mình sẽ nhanh hơn nữa. Còn mình mới học thì mình cứ tự tốn. Đó em coi lấp lánh nè, em cứ đùng đưa cái bãi em thấy lấp. Đó lấp lánh nè thấy không? Cái này không gian tối càng đẹp nha. Tắt dùm cái đèn màu trắng đi. Tắt đi thì mình sẽ thấy lấp lánh lên nữa. Đúng rồi. Tắt cái đèn đó đi. Cái đèn mà. Đó, lấp lánh liền thấy không? Có nghĩa là do ánh sáng nó bị chói của mình không thấy rõ thôi, nhưng mà khi mà ánh đèn nào mà chiếu vô cái áo á thì nó sẽ lấp lánh lên cái với nhu cầu là phục vụ cho bản thân trước đã rồi là thấy như vậy là mãn nguyện. Mãn nguyện ha. Đây là người thật việc thật nha, không có phải là dùng tiền để bia nha. Không hề à. Nhưng mà thầy thấy mọi người làm được thì cũng thấy vui trong lòng. Có nghĩa là mình đã giúp người ta làm được. Dù cái việc chưa phải là gì ghê gớm lắm, nhưng mà như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thầy vui 1, em vui tới 10 lần. Bởi vì chưa bao giờ nghĩ sẽ làm được gì này. Cưng ha, hay cưng ha. Dù mình thấy có áo dài nó trơn tru, mình thấy nó không có giá trị vậy, nhưng mà khi có cái hình vẽ lên á, cái mình thấy nó người nó đã lắm. Em mặc vô cái em đi chơi cái em hãnh diện lắm. Gặp ai hỏi ủa ai vẽ vậy, nói mình vẽ đó, dù vậy nó vui không? Rờ miết hà. Rờ mãi thôi. Cái áo này nó mạo lờ lợ nhưng mà lên như vậy là dễ thương. Nói chung là nó sẽ lên được màu gì, nhưng mà thầy đó rồi, quá hạnh phúc, quá sung sướng. Thầy chỉ tỉ mỉ từng nét tỏ, từng chi tiết, cầm tay chỉ việc xong rồi thầy bỏ ra cho vui cho thôi. Thấy màu không bị cứng ha, màu nó mềm nha, chứ mà dễ mà cái lít là cứng nha. Màu mình mềm thấy không, bóp thoải mái luôn, cũng không gì hết. Còn nếu mà màu acrylic á, bữa thầy có thử nghiệm cho coi đó, bị cứng ngắc luôn á, cứng lắm. Nó bị bóp một cái là nó nhăn cái hình vẽ mình luôn á. Còn này em bóp vô tư. Em bóp em My teacher is number one. Oh yeah. Yeah yeah. Yeah yeah, thầy cũng yeah yeah thôi. Yeah, yeah, yeah. Ok. Yeah.